Đây là máy lọc không khí, kia là máy lọc không khí, hai cái bên này cũng là máy lọc không khí. Hôm nay mình sẽ cho cuộc chiến giữa bốn cái máy lọc không khí đối đầu giữa hai thương hiệu hàng đầu thế giới về sản xuất các cái thiết bị điện gia dụng ở trong gia đình. Thì ở đây mình có một con máy lọc không khí đến từ thương hiệu LG và ba cái bên này đến từ thương hiệu Xiaomi. Thì ba cái con này là Xiaomi của Trung Quốc nhá, còn cái này là của LG. LG thì là thương hiệu của Hàn. Và chúng ta sẽ cùng nhau so sánh xem ba cái con mà đang làm mưa làm gió ở trên thị trường này nó có gì đặc biệt, và con này một sản phẩm vừa mới ra của LG liệu có cửa để cạnh tranh với nó hay không. Bắt đầu thôi. Đầu tiên mình sẽ nói về yếu tố thương hiệu của các cái sản phẩm này. Thì ba cái con bên này nó thuộc về sản phẩm Xiaomi. Thì từ xưa đến nay mọi người đều biết đến đồ gia dụng của Xiaomi á, thì nó thuộc vào phân khúc gọi là hàng tốt giá rẻ. Nói chung là ba cái con này được sử dụng một thời gian khá là dài rồi. Các bạn nhìn vào độ cũ kỹ bám bụi của nó là các bạn biết mình đã sử dụng khá là lâu rồi. Bởi vậy nên là mình đánh giá đúng là nó là hàng tốt thật, và giá của nó cũng rất là rẻ. Vậy còn cái con này thì sao? Đây là một cái con máy vừa mới được ra mắt ở trên thị trường của hãng LG. LG từ xưa đến nay cũng nổi tiếng với cái việc là họ sản xuất những cái thiết bị gia dụng. Thường thì đồ gia dụng của LG, đồ điện tử ấy, nó cũng thuộc top hàng đầu thế giới rồi, hạng 1, hạng 2 thế giới rồi, ở nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Và cái con này thì là sản phẩm mới ra, LG hàng tốt. Nhưng mà từ xưa đến nay người ta không có nói LG là hàng giá rẻ đâu, nhưng mà con này thì rẻ thật. Nếu mà so về giá thì hai cái con này của Xiaomi và cái con này của LG, giá nó sẽ sàn sàn với nhau, nó tương đồng với nhau về mặt giá cả. Bởi vậy nên hiện tại LG cũng có thể coi là một cái phân khúc hàng tốt giá rẻ. Và yếu tố thứ hai đó là yếu tố về mặt ngoại hình. Thì cả bốn cái con này, người ta bây giờ chuộng những cái đồ gia dụng màu trắng các bạn ạ. Tại vì màu trắng thực sự là nó rất cân bằng, để các bạn có thể phối hợp nó với nhiều kiểu thiết kế không gian sống. Bởi vậy nên là người ta ưa chuộng chọn cái màu trắng và những cái thiết kế tối giản, ít nút bấm, nhìn vào nó không bị màu mè, không bị lè lẹt quá, thì người ta rất là ưa chuộng cái màu trắng. Bởi vậy nên là hãng nào cũng có sản phẩm màu trắng hết á. Còn để mà bàn về chất lượng của mấy cái con máy này á, thì thực sự để mà nói á, thì mình cảm giác như là chúng nó sẽ không quá khác biệt nhiều về cái mặt chất lượng. Ba cái con máy của Xiaomi này dùng nó cũng tốt, nó cũng ok, nó lọc sạch bụi, nó làm sạch không khí, nó cũng lọc các cái bụi bẩn này, vi khuẩn này, khí độc hại ở trong môi trường sống của các bạn. Và cái con LG này thì nó cũng làm được những cái tính năng tương tự như thế, nhưng mà ở mức độ cao hơn. Về mặt lý thuyết á, thì ba cái con của nhà Xiaomi này nó sử dụng cái lõi lọc của nó là lõi lọc HEPA, nó sẽ lọc bụi ở đường kính 0.1 micromet. Đó, là những cái bụi mà bụi mịn á, sẽ được lọc sạch khỏi không khí của các bạn, để cung cấp cho bạn môi trường không khí nó sạch sẽ, nó an toàn hơn. Còn cái con này á, thì nó còn ưu việt hơn. Nó lọc những cái hạt bụi ở cái mức độ là 0.01 micromet, tức là nhỏ hơn gấp 10 lần, nó vẫn có thể lọc sạch và làm sạch không khí của các bạn. Người ta gọi là tính năng lọc bụi siêu mịn. Cái này là lọc bụi mịn này, cái này là lọc bụi siêu mịn này. Đó, thì cái con này nó sử dụng cái bộ lọc nó xịn sò hơn một chút. Và một cái tính năng hay ho nữa trên cái con LG này có mà ba cái con này không có, nó là cái tính năng cảm biến mùi ga. Khi mà trong nhà bạn sử dụng bếp ga, bạn nấu ăn sử dụng hàng ngày á, thì cái mùi ga mà ba cái con máy này nếu mà phát hiện ra mùi ga thì nó cũng sẽ chỉ lọc và làm sạch cái không khí đó thôi. Còn cái con này nó sẽ gửi cho bạn một cái cảnh báo, nó sẽ ngay lập tức rung cái điện thoại của bạn lên để cảnh báo là ê, nhà mày bị rò ga kìa, mày coi mày đi kiểm tra đi. Đó, các bạn biết là cái năm nay là cái năm mà rất là nhiều những cái vụ hỏa hoạn đã xảy ra. Bởi vậy nên là một trong số những cái tính năng mà đáng để các bạn cân nhắc đó là tính năng lọc và phát hiện mùi ga ở trong không gian sống của các bạn. Nó sẽ đảm bảo thêm một cái sự an toàn nữa cho gia đình của mình ha. Còn về những cái tính năng điều khiển không dây, điều khiển từ xa các thứ, thì các cái con máy này nó đều có cái khả năng điều khiển thông qua điện thoại di động của các bạn hết. Ba cái con máy của Xiaomi thì nó sẽ thông qua cái app tên là Mi Home, còn cái con LG này thì nó sẽ thông qua cái app tên là ThinQ. Thì hai cái này nó đều có khả năng điều khiển qua điện thoại. Là một người đã sử dụng các cái sản phẩm của Xiaomi trong suốt nhiều năm thì thực tế là mình khá là thích nó. Nhưng mà hiện tại trong lòng mình nó đang nghiêng dần về những cái sản phẩm của LG rồi, nhất là cái con máy lọc không khí này. Có lẽ là mình sẽ bắt đầu chuyển đổi từ Xiaomi sang LG. Tại vì giá cả của LG hiện tại nó đang rất là dễ tiếp cận. Về thương hiệu thì thương hiệu LG lớn hơn của Xiaomi, nghe nó sang hơn, nó xịn hơn. Về ngoại hình kiểu dáng thì mình cũng thích cái thiết kế này. Về cái thiết kế của nó, tuy là nó có những cái sự thay đổi rất là nhỏ so với những con máy khác, nhưng mà nó sẽ làm được rất là nhiều. Về cái mặt thiết kế, các bạn nhìn ở phía trên cái phần tản gió này nè, trong khi những con Xiaomi nó chỉ có thể thổi thẳng lên trên, thì cái con này nó thiết kế nó hơi vát chéo một chút, tức là nó sẽ tạo ra cái vùng gió xoáy tròn như thế này và tỏa ra cái không gian sống của các bạn. Xiaomi thì thổi lên bao giờ đụng trần thì nó lan ra, con này ra khỏi cái miệng này là nó đã lan ra rồi.
nên là mình cảm giác thích con này hơn. Thứ hai, đó là những thiết kế nhỏ mà nhiều người không để ý đến, nó vẫn làm một cách rất là chỉn chu và tinh tế. Nó sử dụng một cái loại cánh quạt ở phía trong này, nó gọi là cánh quạt máy bay, mô phỏng theo cánh quạt của máy bay á, của cái Boeing 747. Thì trên những cánh quạt đó nó được cắt răng cưa. Thì các bạn khi mà sử dụng cái loại máy có cái cắt răng cưa như thế này này, thì không khí thổi ra, thứ nhất là nó sẽ mạnh hơn, và thứ hai độ ồn của nó sẽ giảm đi. Bởi vậy nên là cái này ở trong phòng ngủ bật lên thì nó sẽ rất là im. Nhất là những người giống như mình thì mình hay quay phim, hay chụp ảnh, mình sử dụng một cái môi trường cần ghi âm thanh khá là nhiều. Thì khi mà bật cái con máy này lên, nó sẽ tạo ra được cái độ yên lặng, cái mức độ yên lặng của nó sẽ cao hơn, tiếng ồn của nó thấp, thì mình sẽ quay phim sẽ tốt hơn, mình không cần phải về lọc bỏ tiếng ồn, tạp âm các thứ nữa. Nên là mình khá là nghiêng về cái con máy này ha. Ít nhất là mình sẽ sử dụng cái con máy này ở trong phòng làm việc chắc chắn rồi đó. Hiện tại thì cái con LG PuriCare Heat này á, nó đang gọi là sản phẩm đẩy, tại vì nó vừa mới làm ra ở trên thị trường. Và các bạn nhìn thấy này, hiện tại là nó đang có một cái giá vô cùng tốt, gọi là chào sân. Nó bước vào, nó chào sân cái thị trường máy lọc không khí bằng cái con máy này. Vậy nên bạn nào mà mua cái con này, mình đang đánh giá là một cái con gọi là của rẻ, của khá là hời. Và trên đây là cái sự so sánh tương quan của mình về hai cái dòng máy lọc không khí. Một bên là đến từ hãng Xiaomi của Trung Quốc và một bên đến từ LG Hàn Quốc. Thì nói chung là sự lựa chọn là các bạn, tiền của các bạn mà. Nhưng mà bạn nào mà đang quan tâm đến những cái sản phẩm máy lọc không khí ấy, thì các bạn coi ở cái đường link mình để trong phần mô tả ấy. Hiện tại tụi mình đang phân phối rất là nhiều những cái dòng máy lọc không khí ở tại Việt Nam. Và đặc biệt nhất là ở thị trường miền Trung, tụi mình hiện tại đang là nhà phân phối duy nhất các cái sản phẩm của LG. Bạn nào quan tâm thì cứ bấm vào cái đường link ở phía dưới nhé. Còn cảm ơn các bạn đã coi đến đây. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Bye bye.